Hôm đó là ngày cuối cùng của năm, thời tiết vô cùng lạnh giá, nhất là khi màn đêm đang dần buông xuống trên các con phố. Mọi người nô nức với quần áo ấm, găng tay, mũ len, chân giỏ giày lông ấm áp. Những bông tuyết trắng bắt đầu rơi, trời đang ngày một lạnh hơn. Trên đường lúc này không ai để ý tới một cô bé bán diêm nhỏ bé. Em mặc một bộ quần áo cũ ngả màu với chằng chịt các miếng vá. Chân em đi một đôi giày vải cũ do chính tay mẹ em may cho trước kia. Xin ngài hãy mua diêm giúp cháu. Người trên phố thưa thớt dần, em cũng ước ao được về nhà nhưng không thể. Còn đôi chân cô bé bán diêm giờ đã lạnh cống và tê dại đến không còn cảm giác nữa. Em đứng trước một ngôi nhà lớn. Trong nhà rèm cửa sổ vững vén, ánh đèn từ trong nhà hắt ra. Em ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Mọi người đang quay quần bên nhau quanh chiếc bàn lớn. Lửa trong lò sưởi cháy sang. Cây thông năm mới chăn đầy đồ trang trí và đèn nhấp nháy. Cô bé bán diêm của chúng ta cũng đã từng có một mái nhà ấm cúng như vậy. Mẹ em rất yêu quý em, nhưng không may lâm bệnh nặng nên bà đã qua đời. Sau khi mẹ em ra đi, cha em đâm rầu rĩ rồi trở thành một kẻ nghiện rượu. Ngày nào cũng say khướt trong men rượu. Ông ta mất hết tỉnh táo, bắt con gái đi bán diêm, bán không hết thì không được quay về nhà. Gió lạnh thôi không ngừng làm em phải co người lại. Em nhìn ra xung quanh như muốn xem có cách nào có thể làm ấm hơn. Cuối cùng em chợt nhớ tới bao diêm trong tay. Em lập cập rút ra một que diêm và quẹt vào tường. Que diêm bốc cháy. Em vội khâm bàn tay bé nhỏ hờ vào ngọn lửa. Em mơ màng tưởng tượng như mình đang được ngồi bên lò sưởi, lửa cháy sáng rực và ấm áp biết bao. Mình sẽ đốt thêm một que diêm khác, lò sưởi nhất định sẽ hiện ra. Cô bé lại quẹt diêm vào tường, ngắm nhìn ngọn lửa chờ đợi. Trong ảo ảnh hiện ra, em nhìn thấy một cái bàn ăn thật lớn. Trên bàn là bát đĩa thật đẹp, bày đầy những thức ăn ngon, thịnh soạn. Bà ngoại thân yêu ở trên trời gửi xuống cho mình đây mà. Que diêm thứ hai lại tắt. Cô bé tội nghiệp quẹt que diêm thứ ba. Ngọn lửa dần sáng lên, chiếu sáng cả xung quanh. Sáng như ban ngày vậy. Trong luồng sáng đó hiện ra một cây thông năm mới lấp lánh và cao lớn. Ôi, đẹp quá! Em không dám tin vào mắt mình nữa. Trên cành thông treo đầy những ngôi sao nhỏ xíu đủ màu sắc. Dưới gốc cây là những gói quà năm mới to nhỏ khác nhau. Đêm đông của em dường như cũng trở nên ấm áp hơn. Bà mỉm cười hiền dịu đưa đôi bàn tay về phía em. Trong vòng tay âu yếm của bà, em cảm thấy không có gì ấm áp và hạnh phúc hơn được nữa. Bà ơi, cho cháu đi với, bà ơi. Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò sưởi, ngỗng quay và cây thông ban nãy nữa. Nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này. Bà ơi, cháu van bà, cho cháu về với bà. Em muốn níu bà em lại. Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày.
Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Em cảm thấy như bà đang ôm mình, bà mỉm cười. Cô bé Băng Diêm bỗng cảm thấy người mình nhẹ bỗng. Cúi đầu nhìn xuống, em thấy chân mình đang rời xa mặt đất. Em ôm chặt lấy bà, bày mãi, bày mãi. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về với Thượng Đế.